Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả. Ngộ độc nước súc miệng, hàng chục học sinh ngất xỉu. Phát hiện virus mới giống như virus Ebola tại Trung Quốc. Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong. Thưa quý vị, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước thành phố lần thứ ba. Và thưa quý vị, đây là dịp để tôn vinh những tập thể và cá nhân có tấm lòng nhân ái, tinh thần tự nguyện đã có những nghĩa cử cao đẹp, thầm lặng cống hiến cho xã hội. Tất cả các việc làm, mỗi suy nghĩ đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Những việc làm của họ rất thầm lặng, không ồn ào, ít người biết đến. Nhưng đó là những hành động để thành phố ngày càng có chất lượng sống tốt hơn, ấm áp tình người và nhân dân. Làm riết rồi thấy cũng thấy thương. Thương người bệnh giống như là con em của mình. Lo cho từng miếng ăn giấc ngủ mà, tắm giặt mà. Cái công việc này tôi làm thì cũng rất là bình thường thôi. Thì mình cũng chỉ hướng đến những người nghèo, nhất là phụ nữ. Tôi muốn chia sẻ cho họ những cái gì mà khả năng mình có thể giúp được cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại buổi lễ, thành phố đã biểu dương 17 tập thể và 79 cá nhân tiêu biểu. Đây là những tấm gương cao cả, khẳng định giá trị chân thiện mỹ, vẫn hiện diện trong cuộc sống như mạch ngầm tuôn chảy, mang yêu thương nuôi dưỡng cuộc sống ngày càng thêm tốt, thêm tươi, ấm áp, nghĩa tình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Tết, công tác thanh kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được tăng cường phối hợp từ thành phố đến các phường xã. Mọi nguồn lực xã hội đều được huy động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Các đơn vị kinh doanh thủy sản đã chủ động nguồn hàng, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để tạo ra nguồn hàng chất lượng. Chúng tôi cũng có cái chuỗi sản phẩm sạch, chúng tôi cũng không ngừng đổi mới công nghệ máy móc thiết bị và các cái phần mềm để quản lý hàng hóa. Trong dịp cao điểm tiêu thụ bánh kẹo này, các doanh nghiệp bánh kẹo cũng chủ động đưa ra các phương án nhằm đối phó với hàng nhái trên thị trường. Thông báo cho tất cả các cái cơ quan như là quản lý thị trường, công an kinh tế để xử lý. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã thành lập các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành, phối hợp hoạt động truyền thông để đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời sớm kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thành lập cái 12 đoàn kiểm tra, 12 đoàn thanh tra để mà đến tận các cái quận huyện cũng như là các cái chợ đầu mối để tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra. Bên cạnh các cơ quan chức năng thì trách nhiệm còn lại thuộc về chính bản thân người dân trong việc lựa chọn địa chỉ bán hàng uy tín, chất lượng, tránh rước họa vào thân trong những ngày vui đầu năm. Dù khuyết tật, liệt nửa người, nhưng anh Ngô Hữu Huynh, 58 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, vẫn không ngừng nỗ lực vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống. Bằng tình yêu của mình với nghề mộc, anh Huynh đã thổi hồn cho những tấm gỗ vô tri trở nên sắc sảo và có giá trị. Quả thật là một nghị lực, một tài năng hiếm có. Tất cả các vật dụng, đồ nghề, anh đều chỉ sử dụng bằng tay phải để vừa mài, vừa rũa, vừa đánh bóng. Anh Huynh còn tự mày mò, chế lại các máy móc và các vật dụng hàng ngày để mọi thứ đều trong tầm tay, tiện cho việc đi lại trên xe lăn. Muốn xài một điều gì đó, mình cần mua cái gì đó, mình tự mình có tiền mình mua, mình phải làm ra để mình mua. Chứ không có xin. Thì một tay thì một, tức là nhiều người ta làm, không có tay người nào người ta còn làm được. Không chỉ một tay, mình đã hơn nhiều người rồi. Những sản phẩm gỗ mộc mạc, đơn sơ được đục đẽo công phu của anh vừa làm đẹp cho đời, lại vừa giúp anh không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt hàng ngày. Anh Huynh cũng là một người khá là nhiệt tình, chia sẻ về những cái động lực của bản thân anh Huynh để cho những bạn bị khuyết tật cảm nhận được không điều gì mà với cái ý chí của mình không thể làm được. Hơn 20 năm theo nghề mộc là cũng từng ấy thời gian anh Ngô Hữu Huynh vượt lên trên sức khỏe của bản thân, tìm niềm vui trong cuộc sống. Bằng nghị lực và đam mê của mình, anh mãi là điểm sáng, tạo động lực cho cộng đồng người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Hàng chục học sinh đã ngất xỉu sau khi ngậm nước flo phòng trừ sâu răng. Vụ việc xảy ra vào sáng nay tại trường tiểu học 1 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Theo các em học sinh cho biết, đầu giờ sáng nay, nhà trường có tổ chức cho các em ngậm nước flo. Sau đó, nhiều em có triệu chứng đau bụng, nôn ói, một số em bị ngất xỉu. Ngay sau đó, ban giám hiệu nhà trường báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và các ngành liên quan
tổ chức đưa các em đến các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Đến trưa nay, có tổng cộng 45 em nhập viện điều trị, trong đó có 17 em phải cấp cứu, số còn lại chưa có dấu hiệu nặng. Theo phụ huynh cho biết, ngoài những em nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, còn có một số em được gia đình đưa lên các bệnh viện tỉnh để theo dõi, điều trị. Thưa quý vị, vụ việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sử dụng các biện pháp để lọc máu thải độc cho một bệnh nhân có hàm lượng methanol trong máu là 2.100mg trên lít, vượt hơn 10 lần ngưỡng gây ngộ độc. Trong đó có biện pháp truyền bia có ethanol vào dạ dày qua ống thông hiện đang được dư luận quan tâm những ngày qua. Chiều qua, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo thông tin thêm về sự việc này. Tại cuộc họp báo, các chuyên gia về cấp cứu chống độc cho rằng biện pháp điều trị mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện là có cơ sở về mặt y tế. Tuy nhiên, biện pháp hỗ trợ này chỉ có thể tạm thời trì hoãn việc chuyển hóa methanol thành các độc chất gây hại cho người bệnh và phải được thực hiện theo dõi sát tại cơ sở y tế có đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn và chỉ định của bác sĩ. Đối với ngộ độc về ethanol đơn thuần, ngộ độc rượu đơn thông thường ấy, thì bác sĩ chữa bằng các biện pháp đã có phác đồ rồi. Và tuyệt đối không bao giờ dùng ethanol, không bao giờ khuyến cáo uống thêm rượu, uống thêm bia để chữa ngộ độc rượu thông thường cả. Đấy, không có chuyện đấy. Và để chữa ngộ độc cồn công nghiệp methanol thì nó có nhiều biện pháp. Ethanol là một trong chất để được sử dụng. Đấy. Tại sao lại dùng ethanol? Nghe có vẻ lạ. Đấy. Chúng ta đang nói là trong hoàn cảnh y tế và cái việc này là chỉ được thực hiện bởi bác sĩ, bởi nhân viên y tế. Dù cho ca cấp cứu đã thành công, đại diện Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý sử dụng bia để giải ngộ độc do uống rượu bia gây ra. Nếu đã ngộ độc methanol có trong rượu bia mà vẫn tiếp tục uống rượu bia có ethanol thì mức độ ngộ độc càng nghiêm trọng. Khi có dấu hiệu ngộ độc rượu do uống rượu bia thì phải đến ngay cơ sở y tế để được xử trí điều trị kịp thời. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, hội chợ CES giới thiệu nhiều sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật. Tập truyện Tintin ở Congo được tái bản dưới dạng sách kỹ thuật số. Thưa quý vị, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc và Singapore vừa phát hiện một loại virus mới có khả năng lây nhiễm sang người từ loài dơi tại phía tây nam Trung Quốc. Theo các nghiên cứu ban đầu, virus này rất giống với virus Ebola. Virus mới có tên gọi là Mengla, tức mảnh lạp, được phát hiện trong tế bào của một loài dơi chuyên ăn quả tại mảnh lạp tỉnh Dân Nam Trung Quốc. Nhóm các nhà khoa học cho biết, chủng virus mới này có liên quan chặt chẽ đến virus Ebola và Marburg, hai loại có khả năng gây xuất huyết nghiêm trọng, suy nội tạng và dẫn đến tử vong ở người. Ngoài ra, chúng có thể lây qua tế bào của khỉ, chó và con người. Hiện tại, virus Mengla mới chỉ được tìm thấy trong quần thể dơi Rusetus tại Trung Quốc. Nhóm các nhà khoa học sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá nguy cơ lây lan của chủng virus này. Hội chợ điện tử tiêu dùng CES vốn được biết đến với những sản phẩm công nghệ giải trí độc lạ. Nhưng tại sự kiện đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, thì người ta đang chứng kiến một loạt các sản phẩm sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo có chung mục đích là giúp những người khuyết tật cải thiện cuộc sống. Công ty Intel và Hubox Robotics mang tới sản phẩm hợp tác là xe lăn điều khiển bằng khuôn mặt Willy 7. Nhờ nó mà mỗi biểu cảm như nụ cười, cái nháy mắt hay hành động chu mỏ thông qua công nghệ AI được chuyển đổi thành mệnh lệnh để điều hướng xe lăn. Việc điều khiển xe bằng biểu cảm khuôn mặt có hơi kỳ lạ lúc ban đầu, nhưng khi đã quen rồi thì tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian và vô cùng dễ sử dụng. Còn eSight thì giới thiệu chiếc kính điện tử có khả năng ghi lại hình ảnh, sau đó phân tích, làm rõ và phóng to chúng để người có thị lực kém nhìn thấy rõ hơn. Đối với những người bị hội chứng Parkinson, đột quỵ hay chấn thương cột sống, việc nâng nhấc đồ vật đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với găng tay Neomano. Sử dụng hệ thống lưới làm từ các sợi pin titan, sản phẩm giúp các ngón tay dễ co duỗi hơn. Từ đó, người bệnh có thể thực hiện các thao tác đơn giản như đóng mở cửa, cầm ly cà phê hay tự mình đánh răng. Cứ 3 năm một lần, lễ hội Komela lại được tổ chức tại Ấn Độ. Đây là một trong những sự kiện có đông người tham dự nhất trên thế giới. Lễ hội Komela năm nay dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 tới đây, thu hút hơn 100 triệu người tham gia. Ông Chanat Pandey là một trong những tu sĩ sẽ thực hiện các nghi thức tôn giáo trong lễ hội đặc biệt này. Ông là một tu sĩ có tiếng trong thành phố Prayagraj, đã thực hiện nhiều nghi lễ, nhưng chỉ Komela mới mang lại cho ông nhiều cảm xúc nhất.
Tôi đã tham dự lễ hội này từ khi còn là một đứa trẻ. Nhiều nghi lễ khác nhau đã được thực hiện tại thành phố Prayagraj này, nhưng Kumbh Mela là đặc biệt nhất. Để chuẩn bị chú đáo cho sự kiện năm nay, ban tổ chức đã cho dựng nên những cây cầu tạm, 600 nhà bếp, hơn 100.000 toilet di động và vô số lều trại ngay gần khu vực diễn ra nghi lễ. Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức luân phiên ở các thành phố Nasik, Allahabad, Ujjain và Haridwar 3 năm một lần. Mỗi sự kiện thường kéo dài 55 ngày. Vào dịp này, các tín đồ đạo Hindu trên khắp thế giới sẽ hành hương về dòng sông Hằng linh thiêng để tắm gội và cầu nguyện với niềm tin rằng mọi tội lỗi của họ sẽ được gột sạch và họ sẽ thoát khỏi vòng luân hồi. Nhân vật thám tử Tantan nổi tiếng sẽ bước sang tuổi 90 trong năm nay, năm 2019. Và để đánh dấu sự kiện này thì tập truyện Tantan ở Congo vừa được tái bản vào ngày 10 tháng 1 dưới dạng sách kỹ thuật số. Tantan ở Congo là một trong những tập truyện đầu tiên về cuộc phiêu lưu của Tantan do họa sĩ Exe vẽ. Phiên bản kỹ thuật số này sẽ được phát hành bằng 3 thứ tiếng Pháp, Hà Lan và Anh. Chúng tôi luôn cố gắng chuyển tải đến độc giả những thông điệp gần nhất với tác phẩm gốc của tác giả Exe. Nhiều ý kiến cho rằng tập truyện Tantan ở Congo ra đời trong bối cảnh thế giới còn nhiều thuộc địa và phân biệt chủng tộc nên không tránh khỏi các ý kiến chủ quan. Nhiều cửa hàng sách tại Mỹ và Anh thậm chí còn phải chuyển tác phẩm này từ quầy trẻ em sang quầy người lớn. Tuy vấp phải nhiều tranh cãi, nhưng những câu chuyện về anh chàng phóng viên trẻ tuổi nhiệt huyết này vẫn làm say mê biết bao độc giả nhiều thế hệ trong gần một thế kỷ qua. Cho đến nay, những cuộc phiêu lưu của Tantan đã được dịch ra 77 thứ tiếng và bán được 230 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, tạm giữ hai đối tượng trong nhóm côn đồ đánh chết người ở Pleiku. Bắt đối tượng sử dụng ô tô biển đỏ giả, biển quân đội để chở hàng lậu. Thưa quý vị, trưa nay một vụ tông xe ô tô liên hoàn đã xảy ra trên đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến một người chết ngay tại chỗ và một người bị thương nặng. Vào khoảng 11 giờ trưa nay, xe ô tô 4 chỗ biển số 61A53207 lưu thông với tốc độ cao trên đường đại lộ Bình Dương theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát. Khi đến đoạn phường Hiệp Thành thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô bán tải lưu thông cùng chiều. Lực va chạm mạnh khiến xe bán tải lao về phía trước, kéo lê anh Nguyễn Nam Long, 19 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, đang bán dưa hấu trên vỉa hè xuống bãi đất trống. Bánh xe cán qua người khiến nam thanh niên này chết tại chỗ. Xe ô tô 4 chỗ tiếp tục hút văng xe máy biển số 65L1-17870 do một người đàn ông khác điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Sau đó ô tô này còn tông gãy một cây xanh lớn ở bên đường mới dừng lại. Người đàn ông đi xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, một tai nạn thương tâm cũng đã xảy ra trên cầu Cẩm Lệ của thành phố Đà Nẵng, khiến một nữ sinh chết thảm dưới bánh xe tải khi đang đi học về. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, một nữ sinh tên LTHM điều khiển xe máy biển số 43HA0148 lưu thông trên cầu Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hướng từ Cẩm Lệ đi Hòa Vang. Khi đến giữa cầu thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy khác lưu thông cùng chiều, khiến nữ sinh này ngã ra đường. Lúc này, một xe tải từ phía sau chạy tới, không xử lý kịp, đã cán qua người, làm nữ sinh tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Được biết, MM quê ở huyện Hòa Vang, là học sinh của một trường trung học trên địa bàn, đang trên đường từ chỗ học thêm về nhà thì gặp nạn. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực này. Như chương trình 60 giây sáng nay đã đưa tin, ông Lê Đình Hữu Phước, 55 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, đã bị đánh đập dã man dẫn đến tử vong vào lúc 3 giờ sáng qua. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trong vụ án này. Hai đối tượng đã bị bắt gồm Lầu Thái Bảo Khoa, 34 tuổi và Phạm Văn Thành, 36 tuổi, đều trú tại thành phố Pleiku. Đây là hai đối tượng trong nhóm 6 người đã đến nhà dãy của ông Lê Đình Hữu Phước tại phường Hội Phú để đòi nợ, hành hung, bắt ông Phước lên xe ô tô chở đi nơi khác, tiếp tục đánh đập. Sau đó, nhóm đối tượng này đã gọi một chiếc taxi và yêu cầu chở ông Phước đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Đến 3 giờ sáng qua, ông Phước đã tử vong tại bệnh viện do bị tụ máu não, vỡ gan. Được biết, nhóm đối tượng này do Đỗ Ngọc Lắm, sinh năm 1985, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku cầm đầu. Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục truy bắt nhóm côn đồ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hôm nay, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt quả tang hai thanh niên đang quan hệ đồng tính nam trong một cơ sở spa trên địa bàn vào tối qua. Cơ quan chức năng đã lập biên bản hành vi bán dâm trên cùng nhiều lỗi vi phạm khác của cơ sở spa này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 45 phút tối qua, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở spa nói trên. Tại tầng thượng của spa này, nơi có các phòng được ngăn cách bởi các tấm sắt, cơ quan chức năng đã bắt quả tang hai nam thanh niên đang quan hệ đồng tính. Làm việc với cơ quan, hai người này khai mua vé vào cửa với giá 450.000 đồng để sử dụng dịch vụ xông hơi, tắm bồn và được các nhân viên nam tại đây bấm huyệt, massage. Sau đó, cả hai thỏa thuận quan hệ với nhau với giá 2 triệu đồng. Tại một số phòng, công an cũng phát hiện nhiều nhân viên đang phục vụ kích dục cho khách nam. Cơ sở spa này cũng bị cơ quan chức năng lập biên bản với các lỗi vi phạm như không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, phương tiện phòng cháy chữa cháy bị che khuất, người đứng đầu cơ sở thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng mua bán dâm tại cơ sở mình quản lý. Sáng nay, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Biết, 35 tuổi, thường trú phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu. Theo thông tin ban đầu, đối tượng này sử dụng xe biển đỏ, giả biển quân đội hòng qua mắt lực lượng chức năng. Trước đó, Viết đang điều khiển xe ô tô gắn biển kiểm soát giả màu đỏ, số hiệu KT9011 thì bị lực lượng công an quận kiểm tra. Phát hiện bên trong xe chứa 45 thùng rượu ngoại, khoảng 500 chai, không rõ nguồn gốc nên đã lập biên bản và mời Viết về trụ sở làm việc. Qua khai thác, công an khám xét tiếp một kho chứa hàng nằm trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, phát hiện và thu giữ hơn 4.200 chai rượu ngoại các loại cùng 10 bộ máy lạnh, 12 kiện hàng hóa, gồm thực phẩm chức năng, bánh kẹo, không rõ nguồn gốc. Khám xét tại kho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Lê Nguyễn Sài Gòn, quận 8, công an cũng thu giữ 83 thùng hàng hóa, gồm rượu, hóa mỹ phẩm và đồ chơi các loại. Ngoài việc tạm giữ Viết, công an quận 1 cũng tạm giữ chiếc xe mang biển số giả cùng số rượu và hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều nay, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đơn vị này đang tạm giữ 90 xe máy các loại của một tiệm cầm đồ để điều tra làm rõ hành vi cầm xe mô tô không chính chủ. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào sáng nay, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã tiến hành kiểm tra tiệm cầm đồ Huy Phượng ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hương do bà Cao Thị Bích Phượng, 43 tuổi, làm chủ. Tại đây, 96 xe mô tô các loại được cầm cố trong kho có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên, tiếp tục kiểm tra một kho chứa xe cầm cố thứ hai cũng do bà Phượng làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện 90 xe mô tô các loại đang được cầm cố nhưng không đúng tên chủ sở hữu và nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Bước đầu, bà Phượng thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết kho thứ hai này dùng để chứa các loại xe mô tô không chính chủ khi được khách mang đến cầm cố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Xe tải gặp sự cố lao vào xe máy khiến 3 người tử vong. Trở lại với các thông tin cập nhật, thưa quý vị, hôm nay, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, xe tải biển số 78C07125 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về huyện Chư Sê. Khi đến km 1627+100m đoạn qua xã Iaklai, huyện Chư Sê, Gia Lai thì bất ngờ gãy trục xe. Sau đó, chiếc xe tải mất lái lao vào bên đường, tông vào xe máy lưu thông theo chiều ngược lại do em Nguyễn Thị Hoàng Quy, 19 tuổi, chở theo em ruột là Nguyễn Thị Hoàng Đê, 8 tuổi và em họ Nguyễn Thị N, 10 tuổi, cùng trú tại xã Ia Plan, huyện Chư Sê. Hậu quả, hai em Đê và N tử vong tại chỗ, còn Quy tử vong tại bệnh viện huyện Chư Sê. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều nay, một xe container trong lúc ôm cua từ đường Mai Chí Thọ vào đường Đồng Văn Cống, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã bị lật nhào giữa đường. Sự cố làm nhiều người may mắn thoát chết, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một xe đầu kéo kéo theo thùng container loại 20 feet chạy trên đường Mai Chí Thọ hướng từ quận 1 đi quận 2. Khi đến giao lộ với đường Đồng Văn Cống, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái để chạy vào hướng cảng Cát Lái, thì xe bất ngờ chao đảo rồi lật nhào, chắn ngang đường Mai Chí Thọ. Sự cố làm cho xe container hư hỏng, dầu nhớt chảy ra đường. Rất may lúc này có nhiều người đi xe máy, nhưng nhờ giữ khoảng cách an toàn nên không ai bị thùng container đè trúng. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái, đội xử lý tai nạn Công an quận 2 đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Nhiều phương tiện đi hướng quận 1 ra xa lộ Hà Nội phải đi đường vòng vào Đồng Văn Cống
hàng ngàn phương tiện đi vào cảng Cát Lái phải xếp hàng chờ, kéo dài ra tới cầu Rạch Chiếc ngoài xa lộ. Tới 14:30, hiện trường đã được giải tỏa. Những thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giờ chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giờ sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6:30 trên cả hai kênh là HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Và chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào, tạm biệt.